Tam Nương cầm quạt lông tu phiến, đón tiếp các chư hồn đến tầng trời thứ ba là Thanh Thiên, thả thuyền Bát Nhã nơi bể khổ, đưa các chư hồn có đủ phước đức qua khỏi bến mê sang bờ giác, quy hồi cụ vị. Trong một kiếp giáng trần ở Việt Nam, Tam Nương có tên là Tuyến. Do đó, bài thài hiến lễ Tam Nương trong lễ hội Yến Diêu Trì Cung có chữ khởi đầu là Tuyến. Tuyến đức năng thành đạo, quảng tri đắc cao quyền, biển mê lắc lẹo con thuyền, chở che khách tục cụ tuyền ngăn sông. Số phận không may đến với Tam Nương, không bị danh ấy tên tuổi bia truyền, bà quá thành một vị lão nương, chỉ do chúa nguyện hoàng đến dùng đất xuống xây dựng thành lập kinh đô, công đức bà được phúng thờ tại chùa Thiên Mụ ngày nay. Do bà thường mặc trang phục thiêu kim tuyến nên trong nước Việt trung phần gọi tên Kim Tuyến, tinh thần thanh cao truyền Bát Nhã rước người cứu độ, các chân hồn quy nguyên tìm về rời Diêu Cung. Ta mẫu lâm mà trần biển mê lạc lẽo con thuyền trôi êm, thuyền Bát Nhã nếu sẵn đời bể khổ cho yêu thương bám sâu trong lòng đất nghĩa nhân. Nắng mưa thấm nhuần cây hạnh phúc sẽ đắm chồi, quảng tri đất cao quyền xuống trần chịu khổ học năng, lòng thành kính đạo tâm, quảng tri đất thành quyền diệu và cao siêu, con thuyền trao đảo giữa biển khơi dần đã cứu độ bao chân hồn, nhất giả một lòng